Chào mừng tất cả mọi người, chúng ta đang tới với chương trình Gia đình siêu khỏe. Chúng tôi là gia đình siêu khỏe. Chúng tôi là gia đình siêu khỏe. Thái độ đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cố lên nhá. Một. Cố lên thầy bố con ơi, em tin mình. Vị, con biết cơn áo là gì không? Đầu. Chúng ta phân định thắng thua với số điểm còn lại của cả hai đội. Vậy thì còn vòng cuối cùng này thì sao? Liệu rằng có vực dậy để lật ngược tình thế được hay không?